Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức tử vi chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức tử vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Tử vi về nhân tướng học, về xem tài lộc của những con giáp cực kỳ may mắn trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021. Và trong thời gian này thì những con giáp sau đây hãy chuẩn bị đón lộc thần tài, hỷ sự đến tới tấp với những con giáp này. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào, liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây của ngày hôm nay hay không? Thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về tài lộc trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021, và trong nửa đầu năm này thì có 5 con giáp hoan hỷ đón vận may, sự nghiệp, công danh đều thuận lợi, nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Vì vậy mà những con giáp sau đây đã hứa hẹn sẽ gặp được nhiều thành công trong sự nghiệp của bản thân. Sự nghiệp không chỉ là ước mơ và mục tiêu theo đuổi của mỗi người mà còn để thể hiện giá trị của bản thân. Có những người không ngừng nỗ lực chăm chỉ, đấu tranh và vất vả suốt cả một cuộc đời nhưng chưa đạt được sự thành công. Và ở một góc độ nào đó, muốn làm nên sự nghiệp lớn thì ngoài việc tự thân nỗ lực của chính ta thì thiên thời địa lợi nhân hòa cũng là những cơ hội tốt, là những yếu tố có vai trò không nhỏ trong việc thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Vậy trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021 này thì những con giáp sau đây sẽ có cơ may và dễ dàng gặt hái được tài lộc trên con đường sự nghiệp. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Với trong năm Tân Sửu 2021 thì người tuổi Tý là năm lục hợp với Thái Tuế. Cũng có thể nói là trong năm 2021 này, những người tuổi Tý có thể sẽ nhận được sự khuyến khích và sự giúp đỡ mạnh mẽ từ quý nhân. Vì vậy mà vận may đến với họ rất tốt, có thể là phát triển trên nhiều phương diện theo đúng ý muốn của bản thân. Và các bạn vốn là người khá chăm chỉ, vươn lên, một khi đã có cơ hội tốt thì nhất định sẽ không bỏ lỡ mà tận dụng hết mức có thể. Và trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021 này thì những người tuổi Tý sẽ nhận được những cơ hội kinh doanh tốt với nền tảng vững chắc, từ đó sự nghiệp như được nâng lên một tầng cao mới, cũng như là có cơ hội thăng tiến trong công việc. Còn đối với những người luôn chú trọng đến danh lợi như những người tuổi Tý thì một khi cơ hội đã xuất hiện thì nhất định các bạn sẽ nắm chắc trong tay và tin chắc rằng với quyết tâm này các bạn sẽ làm nên vượt lớn. Từ đây thì tài lộc sẽ đổ dồn về người tuổi Tý trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021 này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Tỵ. Với trong năm Tân Sửu 2021 thì những người tuổi Tỵ đã có một chỉ số tài lộc tự nhiên tăng vọt, mọi việc đều suôn sẻ, cho dù là ở nơi công sở hay trên thương trường thì các bạn cũng đã đều gặp được rất nhiều may mắn, làm đâu thắng lợi đó và thuận lợi hơn. Hơn nữa, trong năm Tân Sửu thì Thái Tuế cùng với con giáp Tỵ lại hình thành nên tam hợp, nhờ đó mà các bạn sẽ có quý nhân phù trợ, chỉ cần bản thân nỗ lực một chút, phát huy thực lực và tài năng của mình là đã có thể đạt được mọi điều mình mong muốn và có được những thành tốt trên con đường sự nghiệp. Với những người tuổi Tỵ thì ung dung điềm đạm, đầu óc thông minh, lại biết kinh doanh làm ăn,
chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ tận dụng hết mức của mình. Và trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021 thì vận may của họ sẽ tăng lên, từ đó giúp họ có thể phát triển sự nghiệp cũng như là thăng quan tiến chức trên con đường sự nghiệp. Còn có quý nhân phù trợ đã giúp cho họ tháo được nút then chốt và mở ra đường lối mới cho bản thân, không cần quá vất vả mà vẫn đạt được nhiều điều mình mong muốn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp thì có những con giáp như là Tỵ, Dậu, Sửu, nó hình thành nên tam hợp ngang bằng với nhau và tạo lên một thành kiềng ba chân với sức mạnh to lớn, tương trợ lẫn nhau rất mạnh mẽ trong năm Tân Sửu này. Với một năm Tân Sửu thì những người tuổi Dậu đã tự nhiên có thể nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ của sao Thái Tuế và bản thân đã được cải thiện trên rất nhiều phương diện, có không gian phát triển rộng rãi, có quyền lực lớn mạnh, phát huy hết thế mạnh của mình để vượt qua những khó khăn, tiến lên trong công việc và luôn bộc lộ hết tài năng và trở thành người nổi trội ở trong ngành. Đặc biệt là trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021 thì vận may và đường công danh càng bùng nổ, đã giúp ích rất nhiều cho sự phát triển sự nghiệp, thăng tiến trong công việc. Với những người tuổi Dậu thì trong thời gian này có thể dốc toàn tâm cho sự nghiệp và công việc và luôn tin vào năng lực của bản thân mình, thêm cả phần may mắn thì nhất định sẽ thành công, đạt được những gì mà mình mong đợi đã từ lâu. Và chắc chắn trong nửa đầu năm Tân Sửu này thì tài lộc sẽ dội vào đầu con giáp Dậu cực kỳ ghê gớm. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Thân. Với những người tuổi Thân là con giáp đầu óc linh hoạt, thông minh hơn người, luôn nhanh nhẹn, dũng cảm, làm việc gì cũng có mục tiêu, luôn cẩn thận, chăm chỉ, thường là được lãnh đạo tín nhiệm hết mức. Vì vậy, rất dễ dàng được tin cậy và đề bạt trong công ty. Và trong nửa đầu năm Tân Sửu 2021 thì vận may trong sự nghiệp của người tuổi Thân rất tốt, lại nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ của quý nhân, nên các bạn sẽ đón nhận khá nhiều cơ hội như ý, giúp cho sự nghiệp thêm thuận lợi hơn và những thành tích trong công việc vượt trội đã được lãnh đạo khen thưởng. Với những người tuổi Thân thì xử lý công việc khéo léo, lại có các mối quan hệ tốt, thường là dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt đến với mình, chỉ cần nỗ lực nắm bắt tốt cơ hội là có thể đạt được mục đích của riêng bản thân bạn trong nửa đầu năm Tân Sửu này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ năm đó là con giáp người tuổi Hợi. Trong năm Tân Sửu 2021 thì đường tài lộc của họ tương đối ổn định, không có quá nhiều thăng trầm, chỉ cần các bạn biết an phận, thủ thường, làm tốt các công việc của bản thân là đã có thể được lãnh đạo khen thưởng và đề bạt rồi. Từ đó, việc thăng chức tăng lương cũng rất dễ dàng. Với các bạn vốn là người biết cách cư xử đúng mực và bình thường đã có thể đạt được tất cả những gì mình mong muốn và dựa vào chính thực lực của mình, lại thêm tính hào phóng với người khác, trượng nghĩa khinh tài nên nhân duyên và tài lộc rất tốt. Và trong nửa đầu năm Tân Sửu này thì những người tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ giúp cho các bạn tìm ra phương hướng tốt trong công việc và giúp đỡ các bạn rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Với người tuổi Hợi thì mặc dù có những lúc suy nghĩ các vấn đề chậm hơn người khác một chút, nhưng đổi lại các bạn đã điềm đạm, ung dung, bình tĩnh xử lý khi mà xảy ra các vấn đề. Khi vào nửa đầu năm Tân Sửu 2021, cùng với sự giúp đỡ của quý nhân thì sự nghiệp của các bạn sẽ được đẩy lên một tầng cao mới. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những tuổi có sự nghiệp tươi sáng, công thành danh toại trong tháng 5 dương lịch và làm đến đâu thì vàng rơi đến đó. Chỉ cần là đồng hồ điểm qua 0 giờ ngày mùng 1 tháng 5 thì những con giáp này sẽ đón nhận những điều bất ngờ trong cuộc sống. Sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến vù vù đến cuối năm Tân Sửu 2021. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất
đó là con giáp người tuổi Tý. Nếu như năm ngoái, năm Canh Tý 2020 thì những người tuổi Tý được cho là khá lao đao, phải hứng chịu nhiều thử thách cả về chuyện tiền bạc lẫn công việc, sức khỏe, thì năm Tân Sửu 2021 lại được cho là thời kỳ sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho bạn. Thậm chí họ còn là một trong số những con giáp may mắn nhất với nhiều cơ hội kiếm tiền nhất trong tháng năm này. Theo các chuyên gia về phong thủy thì ngay từ đầu năm, vận may đã thể hiện với những người tuổi Tý mở đầu bằng những dự án lớn trong công việc và với sự thông minh nhạy bén sẵn có của họ. Vì vậy, Tý sẽ biết cách nắm bắt các cơ hội này và tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng hơn. Và năm Tân Sửu 2021 cũng là thời điểm tốt để người tuổi Tý hạn chế chi tiêu, dành một phần đáng kể trong thu nhập để đầu tư sinh lời, đặc biệt là trong tháng năm này cũng là lúc mà vận đỏ của Tý rực rỡ nhất. Tuổi Tý đừng nên bỏ lỡ thời điểm này nhé. Và các bạn thân mến, con giáp thứ hai đó là con giáp người tuổi Dậu. Trong tháng năm thì vận thế về sự nghiệp và tình duyên của người tuổi Dậu đều gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, luôn được quý nhân giúp đỡ, đặc biệt là những quý nhân của tuổi Thìn và tuổi Tỵ. Với chuyện tình cảm thì luôn xôn xẻ, có nhiều cơ hội giao lưu với người khác giới để tìm được đối tượng phù hợp hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Hợi. Hôm nay thì Hợi nhận được tin vui về tài chính, vì tài khoản của bạn đã dư ra một con số khủng. Vì dường như người vay đã lâu ngày không trả, nay lại có ý định trả lại cho bạn. Cũng là người quá may mắn khi có khoản tiền này, vì vậy bạn cần phải tính toán đầu tư sinh lời. Và từ tháng 5 dương lịch này thì thông báo về tài chính của bạn rất dồi dào, lại cộng thêm trong công việc kinh doanh của bạn rất ổn, có vẻ như bạn cực kỳ hợp với những việc mở quán bán hàng đó. Hãy cố gắng phát huy, nếu như cần thì thuê thêm người nhé. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.